dựa vào thành phần nguyên tố và tính chất hóa học của các vi sinh
đặc biệt là như hai nhóm lớn. Nhóm thứ nhất là liên kết bị không được. Đấy, nghe cái tên của cái nhóm này là chúng ta biết cái liên kết quỷ với nhau hay là liên kết này chính là liên kết rồi dựa vào cái thành phần nguyên tố thì chúng ta phân thành hai nhóm nhỏ trong này, liên kết quần và liên kết tạng. Đây liên kết quần thì gồm ba nguyên tố các bạn, chính là nguyên tố ở đây các bạn có thể kể một số loại liên kết trong cơ thể nha, liên kết nha, tạng, steril. Nhóm thứ hai là liên kết tạng thì nó có thêm nguyên tố một số nguyên tố khác nữa, ví dụ như thơ, nhưng mà thủy con đường khác nha, thủy là phốt pho liên kết nha. Và nhóm lớn thứ hai là liên kết không thủy con đường, liên không chứa thì có thể tay nha. Thì đó là những cái loại liên kết có phốt pho liên kết nha, nó rất là khó để liên kết hơn nha. Nó là cao, dầu, và nó chứa những liên kết đâu nha. Rồi các câu hỏi thứ hai thì chúng ta dựa vào chức năng. Chức năng của liên kết thì cơ bản nó có hai chức năng chính là chúng ta sẽ đọc nha. Dự trữ và có năng lượng chúng ta sử dụng nha. Chúng ta có thể trim glycerol ở đây chính là cái thằng trim lipid đó chị nha. Rồi chức năng có cấu trúc chính là nó tham gia vào cấu tạo lên cái màng của tế bào màng đôi á ha, hoặc là một số bào quang có cấu trúc màng đôi. Ngoài ra thì một số loại liên kết nó là hoạt chất có hoạt tính sinh học, ví dụ một số enzyme có thành phần liên kết trong đó, một số hormone hoặc là một số chất có những cây viêm hay dị ứng gây viêm co cơ đơ hay là viêm đấy, một số chất đó thì bản chất của nó chính là chỉ viêm à. Rồi để tìm hai cách phân loại như vậy. Rồi đây là tổng quát một số vai trò của liên kết chung nha. Bây giờ chúng ta bàn pha học cụ thể từng nhóm như một. Trước tiên mình kể tên ra bao nhiêu nhóm mình biết, 7 nhóm đó nha. Đầu tiên là axit béo. Đây là cái liên kết là đơn vị cấu tạo của liên kết nói chung. Hầu hết các loại liên kết khác đều có mặt của thằng này tham gia vào đây. Bởi vì các bạn đã học cái cấu tạo chung của liên kết rồi, nó được hình thành từ axon và axit đúng không? Axit hữu cơ. Ở đây cụ thể chúng ta cái axit béo. Nhóm này thì là liên kết thuần các chị ha, không chỉ phân tố dạng không tắt rồi không nha. Và nhóm thứ hai là polyserine, cũng là liên kết thuần luôn, nhưng mà thuộc nhóm liên kết thủy phân tử. Nhóm thứ ba sáp, cũng là liên kết thuần thủy phân tử. Rồi nhóm thứ tư thứ năm là liên kết tạng thủy phân tử. Phân vô liên kết thì cơ bản là nó cũng khó thủy phân. Nhóm thứ sáu là xe lưới và dược xuất. Đối với các chị học dược thì nhóm này nó hơi thuộc đúng không? Là thuyết xuất cơ dược này nào kia hoặc là học hóa dược hoặc là nhóm này rất nhiều nha. Rồi thứ bảy cũng gồm là nhóm xe phèn. Dược thì cũng có được đánh giá nhóm luôn đúng không? Rồi giờ mình đi vào thì đúng không được nhóm không nha. Rồi nhóm xe kéo. Rồi đặc biệt có đây các chị nhớ dùng là đơn chức thôi. Học hóa dược cơ thì biết hóa dược có thể là đơn rồi cái thứ hai là cái sự tồn tại của các axit béo thường hầu hết nó nằm trong liên kết este hoặc liên kết amid. Bởi vì hồi nãy mình đã giới thiệu rồi, nó là đơn vị cơ bản cấu tạo nên hầu hết các loại liên kết khác, nó là nằm trong cấu trúc của những cái liên kết khác. Tồn tại dạng dần rất là ít. Đấy, nên là trên thực tế thì khi mà chúng ta kiểm tra tình trạng mỡ trong máu của một người nào đó thì chúng ta không có đo lường mật độ axit béo, chúng ta đo lường mật độ những khác. Thì trong tự nhiên thì cái axit béo đó, cái mặt R của nó có thể là có số lượng carbon từ ít cho tới nhiều, số lượng cả các mặt và số lượng nhẹ khác, nhưng mà phổ biến nhất vẫn là những cái axit béo có số lượng carbon nhiều hay còn là mặt dạng và số nhánh là chủ yếu trong cơ thể người ta tương tự như vậy.
và cái liên kết giữa các cạc con trong cái mạch R này có thể là những cái đơn, những cái đôi, hay nói cách khác là to hoặc là không to. Không to thì chỉ để tới những cái đôi thôi nha, để đi chúng ta ở đây. Rồi về các con loại, các loại sức béo chúng ta dựa vào cái mạch R trong rồi số lượng nó là những cái dạng sao liên kết đơn ăn đâu số lượng chẵn, số lượng lẻ thế thôi nha. Thì ăn cái nào cũng có một có CO hết thôi, chúng ta không phải gì cho cái mạch R. Và về các loại cây này mình nhắc CO ba thôi chứ mình hóa đơn rồi nè. Chúng ta gọi cái tên thông thường hoặc là gọi cái tên quốc tế. Thì để gọi tên thì chúng ta phải đánh số thứ tự carbon trên cái mặt dài nhất của cái ăn béo đó. Bởi vì một số ăn sinh béo có khả năng để chọn lọc vị trí như thế đó. Thì cách thứ nhất là chúng ta đánh thứ tự từ cái nhóm cạc oxy đi qua, từ gốc cạc oxy đi qua ha. Dùng chữ số là lên, cứ đánh từ 1 cho tới cuối cùng, mấy hay hai mấy, cuối cùng đã đây. Rồi cũng đánh từ nhiều này nhưng mà chúng ta dùng cái chữ cái là alpha, beta, beta, sigma, epsilon, omega v.v. Đấy. Thì chúng ta đánh cái carbon đầu tiên và carbon alpha tương ứng nó chính là carbon số 2. Chúng ta không kể cái carbon của nhóm carbon gì. Thì các chị nhớ dùng cái vị trí carbon alpha và carbon beta. Bởi vì qua phần chuyển hóa khi ta học sự thoái hóa axit béo thì phản ứng nó sẽ xảy ra ở vị trí này. Nha, giữa carbon alpha và carbon beta. Beta của chuyển hóa axit béo. Rồi cách đánh thứ hai là chúng ta đánh ngược lại, đánh từ cái mặt R đi qua cái nhóm oxy. Thì cái này chúng ta dùng một cái khác omega. À, thì cái carbon mà xa nhất ngoài cùng nhất ở đây mà là cái nhóm benzene á. À, thì chúng ta đánh nó là omega 1. Rồi kế nó là omega 2, omega 3, omega 4, omega 5. Thank you.